Kính chào quý vị và các bạn. Huyền rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình bình luận quốc tế trên kênh Thế Giới Nghiêng. Thưa quý vị, điều mà lúc đầu được coi là khó có khả năng xảy ra, tiếp đó là điều không chắc sẽ xảy ra, và cuối cùng là điều chắc chắn không thể xảy ra. Hiện lại đang xảy ra trên thực tế với việc các nhà đầu tư đang tìm cách tháo chạy khỏi Trung Quốc để tới những miền đất hứa mới và những ứng cử viên thay thế nước này trong vai trò công xưởng thế giới bắt đầu lộ diện. Chương trình bình luận quốc tế ngày hôm nay với chủ đề Liệu Trung Quốc có còn là công xưởng thế giới? Một bài phân tích của tác giả, nhà báo Lập Nguyễn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cách đây 2 năm Trung Quốc vẫn còn là công xưởng của thế giới. Nhưng giờ đây, nhiều nhà đầu tư đang bỏ chạy khỏi đất nước này để tới Mỹ Latin. Đối với họ, cuối cùng như thế là đủ rồi. Vai trò của Trung Quốc, một địa điểm sản xuất cuối cùng đã chấm dứt. Jonathan Bass, nhân vật chủ trương chuyển chuỗi cung ứng khỏi một nguồn duy nhất và đưa cơ sở sản xuất về quốc gia sở hữu, nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tạp chí Newsweek mới đây. Có thực các cơ sở sản xuất đang ồ ạt chuyển dịch ngược từ bỏ bờ này sang bờ kia của Thái Bình Dương khi Nils đưa việc sản xuất về các quốc gia gần, Crest Hawkins đưa sản xuất về nước gốc của công ty và On sản xuất tại chỗ hay tại thị trường tiêu thụ. Chưa nói gì đến Grand Hawkins chuyển sản xuất về các quốc gia thân thiện đang trở thành một xu thế toàn cầu. Nhiều công ty của Mỹ phần lớn đang ngừng mô hình hoạt động offshore grain sản xuất ở nước ngoài của mình như Alan Tornations, chuyên gia nổi tiếng về lĩnh vực sản xuất và chế tạo. Nhận xét trong những ký web hay blog của ông có tên Stress chuyên về đề tài thương mại và sản xuất. Hơn nữa, còn có những lý do khác giải thích tại sao Trung Quốc trở thành một cơn ác mộng đối với nhà sản xuất trong thời gian qua những quy định về Zero Covid hết sức ngập nghèo của chính quyền Trung Quốc đã làm cho các nhà đầu tư gặp rất nhiều khó khăn trong việc lên kế hoạch sản xuất do hoạt động của các cơ sở sản xuất của họ bị kẹt cứng trong hai năm qua bởi các đợt phong tỏa liên miên và việc sát nhận virus hàng ngày đối với người lao động. Người lao động Trung Quốc chắc chắn là những nạn nhân lãnh đủ nhất. Mới đây, cảnh tượng hàng nghìn người trong số họ trèo qua hàng rào nhà máy và đi bộ trên những cánh đồng khi họ bỏ trốn khỏi nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới cơ sở sản xuất hãng Foxconn ở Trịnh Châu trong tỉnh Hà Nam. Để trốn tránh những biện pháp kiểm soát Covid cực đoan, một ví dụ được coi là điển hình về nội thống khổ của lực lượng lao động ở nước này. Do hậu quả của Covid và những lý do khác, các cơ sở sản xuất hướng vào xuất khẩu của Trung Quốc trong những tháng gần đây đã hoạt động hoàn toàn dưới công suất, có lẽ chỉ vào khoảng 35% đầu mùa thu vừa qua. Lĩnh vực Logistics ở Trung Quốc cũng trở nên không còn đáng tin cậy nữa, mặc dù hiện tất cả các cảng container đã hoạt động trở lại nhưng việc ách tắc lại diễn ra ở khâu thượng nguồn tức là các hoạt động cần thiết cho dây chuyền cung ứng hoạt động trơn tru tất cả lái xe đều buộc phải tìm cách vượt qua số điểm kiểm soát covid và chỉ cần một kết quả dương tính có thể dẫn đến việc họ bị giữ lại trong nhiều tuần tại một địa điểm xa nhà vào bất cứ thời điểm nào các lái xe tải do vậy đã chọn cách không đi làm nữa đợi chờ cho khoa dịch trong báo cáo chính trị trình bày tại phiên khai mạc đại hội 20 ngày 16 tháng 10 mới đây, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn lên tiếng bảo vệ cam kết của chế độ đối với chính sách Covid của nước này. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, ngày 11 tháng 11 vừa qua, Bắc Kinh đã công bố 20 biện pháp chống Covid mới nhằm tối ưu hóa hay nới lỏng các biện pháp chống dịch. Và người ta vẫn chưa rõ liệu có bất kỳ thay đổi thực chất nào trong những tháng tới không nhiều người đã đánh cược là chính sách mới này của Trung Quốc là một tín hiệu cho thấy cuối cùng Bắc Kinh cũng phải từ bỏ những biện pháp chống dịch hết sức khắc nghiệt của mình. Tuy vậy, không chỉ có dịch bệnh mới tác động đến lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc, tình trạng căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như chính sách kiểm soát chặt chẽ xã hội theo xu hướng biệt lập của Bắc Kinh đang gây phương hại cho vị trí của Trung Quốc trong vai trò công sự sản xuất của thế giới, đồng thời cuộc chiến tranh ở Ukraine đã khiến các nhà lãnh đạo của các công ty cùng đặt ra câu hỏi về khả năng đứng vững của chuỗi cung ứng trải dài tới nửa vòng trái đất, bầu trời và biển cả trong một kỷ nguyên thường xuyên hỗn loạn và xung đột hiện nay, dường như không còn là những nơi an toàn thực sự đáng tin cậy nữa. Kinh doanh là phải biết phản ứng nhanh, một ví dụ của điều này là mùa thu vừa qua công ty Steel Madden chuyên sản xuất giày dép và hàng dệt may nổi tiếng của Mỹ một phần do gặp phải những vấn đề về chủ cung ứng, đã chuyển một nửa dây chuyền sản xuất đồ phụ nữ của mình từ Trung Quốc sang Mexico và Brazil. Trong một báo cáo nghiên cứu mới đây của tạp chí Fortune cho biết các nhà phân tích của ngân hàng Bank of America tin rằng dựa trên những dấu hiệu ban đầu, Mexico hiện ở vào vị trí là một quốc gia hưởng lợi nhất từ làn sóng Nisogreen đang tràn qua nước Mỹ hiện nay. Bank of America mô tả xu hướng nissan nice ở Mexico hiện là cơ hội có một không hai đối với Mexico. Ngoài ra cũng cần nhắc đến một xu thế khác là onshore green, tức xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ. Người khổng lồ Apple về thực chất là một công ty sản xuất bán dẫn đài loan TSMC, nhà sản xuất 92% chip được sản xuất theo đơn đặt hàng của thế giới chuyển đến sản xuất tại bang Arizona thay vì ở tại đài loan, bắt đầu từ năm 2024. Nhiều công ty Mỹ hiện đang thực hiện một chiến dịch onshore green, nearshore green thông qua việc tìm kiếm những linh kiện có giá trị cao và hàm lượng lao động thấp, chẳng hạn như sợi tổng hợp Arilis và chip máy tính từ các nhà sản xuất Mỹ và tiến hành lắp ráp các sản phẩm tại các quốc gia nằm ở phía nam đường biên giới của Mỹ. Theo chuyên gia Jonathan Spad, việc di chuyển sản xuất sang bờ bên này của Thái Bình Dương giúp giảm thiểu khí thải carbon, cắt ngắn thời gian giao hàng và giảm giá thành. Cho dù vẫn phải đối mặt với nhiều cơn gió ngược, ngành sản xuất của Mỹ vẫn trụ vững trong những năm gần đây. kể từ năm 2020, lực lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã đạt mức tăng trưởng cao hơn so với lực lượng lao động nói chung của nền kinh tế Mỹ. Chuyên gia Bass cho rằng, gói hỗ trợ khổng lồ của chính phủ mà nó nhanh chóng tạo ra nhu cầu đối với hàng hóa, thành phẩm rõ ràng đã có tác dụng, giống như những biện pháp thuế quan của Trump mà phần lớn hiện vẫn chưa được chính quyền Biden duy trì. Theo ông này, những biện pháp này đã ngăn chặn phần lớn nhu cầu không bình thường từ các công ty Mỹ, theo đó phải tìm cách làm hài lòng sự cạnh tranh mang tính trấn lột từ phía Trung Quốc. Và có vẻ phòng họp của các ban giám đốc của các công ty Mỹ giờ đây nhận ra một điều rằng đến lúc họ phải nói lời tạm biệt với Trung Quốc và quay trở lại với những công việc của mình ở bên bờ này Thái Bình Dương. Tuy vậy, ở một khía cạnh khác, thực tế lại cho thấy một số điều đi ngược lại với xu thế được đề cập tới ở trên. Bất chấp chi phí cạnh tranh gia tăng, cuộc chiến thương mại với Mỹ và đáng chú ý là những bất lợi do đại dịch COVID-19, chuỗi cung ứng của Trung Quốc hiện vẫn hoạt động bình thường và điều này giúp nền kinh tế của nước này tiếp tục phát triển chuỗi giá trị. Điều này dường như cho thấy Trung Quốc sẽ tiếp tục là một cường quốc về xuất khẩu và là quốc gia tiếp tục giữ vai trò định hình bức tranh thương mại toàn cầu. Tuy vậy ở một khía cạnh khác thực tế cho thấy một số điều đi ngược lại với xu thế được đề cập tới ở trên, bất chấp chi phí cạnh tranh gia tăng cuộc chiến thương mại với Mỹ. Và đáng chú ý là những bất lợi do đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng của Trung Quốc hiện vẫn hoạt động bình thường. Và điều này giúp nền kinh tế của nước này tiếp tục phát triển chủ giá trị. Điều này dường như cho thấy Trung Quốc sẽ tiếp tục là một cường quốc về xuất khẩu và là quốc gia tiếp tục giữ vai trò định hình bức tranh thương mại toàn cầu. Sự trở dậy thần tốc của nền kinh tế Trung Quốc trong 40 năm qua sẽ không thể trở thành hiện thực nếu nước này không thực hiện thành công mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu. Mặc dù trong những năm gần đây, nền kinh tế Trung Quốc đã thực hiện tái cân bằng trong lĩnh vực này, hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào có sức thuyết phục nào cho thấy khả năng cạnh tranh của quốc gia này giảm đi. Trung Quốc vẫn kiểm soát nhiều chuỗi cung ứng quan trọng và điều này đã khiến nhiều đối tác vẫn cần phải hợp tác với nước này. Vì thế, công sự của thế giới của Trung Quốc dường như vẫn tỏ ra vững chắc bất chấp việc nước này trong thời gian qua, gần đây phải gia tăng mạnh chi phí sản xuất để duy trì sự cạnh tranh cũng như phải gồng mình đối đầu với cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ và đại dịch COVID-19, những thách thức thực sự có thể làm suy yếu vị thế của Bắc Kinh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các biện pháp áp thuế dùng dập của Mỹ với các sản phẩm của Trung Quốc đã dẫn tới những hậu quả được dự đoán trước. Xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 17% trong thời gian từ 2017 cho đến cuối năm 2019, dẫn đến thị phần của Trung Quốc tại thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới này giảm mạnh. Tuy nhiên, theo số liệu của Hội nghị Liên hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD, trên phạm vi toàn cầu. Thị phần hàng hóa của Trung Quốc vẫn tăng khoảng 0,5%, cao gấp hơn 2 lần so với thị phần của quốc gia có mức tăng đáng nể tiếp theo là Việt Nam, với khoảng 0,2% trong cùng kỳ. Điều này có được xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, bằng việc chuyển trọng tâm khỏi thị trường Mỹ, các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã tìm kiếm những thị trường mới trong khu vực ASEAN và các quốc gia nằm dọc theo sáng kiến vành đai và con đường. Thứ hai, việc chuyển hướng xuất khẩu đã mang lại nhiều lợi ích cho Trung Quốc bằng việc bán nguyên liệu đầu vào để lắp ráp trước khi sản phẩm cuối cùng được chuyển đến Mỹ. Trung Quốc có thể tránh được một số khoản thuế thương mại trong khi vẫn thu được giá trị trong sản phẩm hoàn thiện bán ra. Ngoài ra, việc Trung Quốc vẫn kiểm soát nhiều chuỗi cung ứng quan trọng, điều này buộc các đối tác lớn trên thế giới vẫn phải tiếp tục dựa vào nước này. Điều này giúp Trung Quốc mở rộng mạng lưới sản xuất ra ngoài biên giới thay vì gánh chịu thiệt hại từ xu hướng doanh nghiệp di dời khỏi Trung Quốc sang các nước khác. Chiến lược này có thể giúp Trung Quốc thiết lập được một hệ sinh thái toàn diện và lâu dài, tiếp tục giữ ngôi vị công sự của thế giới trong tương lai. Liên quan đến năng lực sản xuất của Trung Quốc, hiện có rất nhiều ý kiến cho rằng các nhà sản xuất Trung Quốc đang mất đi khả năng cạnh tranh tương đối khi chi phí lao động đã tăng mạnh. Mâu thuẫn thương mại với các đối tác lớn nhất là Mỹ ngày càng gây gắt, căng thẳng để chính trị gia tăng, và cuối cùng là nước này theo đuổi một chính sách Zero Covid không giống ai đang đẩy các nhà đầu tư nước ngoài vào cảnh khốn đốn. Nhiều ý kiến cho rằng thời kỳ đỉnh cao của sản xuất Trung Quốc đã qua rồi và vì thế công sự của thế giới của nước này sẽ bị các nước khác thay thế. Nói rộng ra, điều này có những tác động đáng kể đến quỹ đạo kinh tế của Trung Quốc cũng như đến cân bằng địa chính trị trong khu vực. Tuy nhiên, cho đến nay, thực tế chưa hẳn đã diễn ra như vậy. Theo nhận định của William Spartan, nguyên bộ trưởng bộ phận nghiên cứu khu vực châu Á-Thái Bình Dương của ngân hàng HSBC, hiện có rất ít dữ liệu để hỗ trợ cho lập luận trên. Mặc dù có rất nhiều thông tin về việc nhiều công ty dự định chuyển hoạt động sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc, nhưng các số liệu có được cho đến nay cho thấy những động thái cứ như vậy, cho đến nay chưa đạt được quy mô đủ lớn để đảo ngược đà mở rộng của các cơ sở sản xuất trong nước cũng như khả năng cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc. Bằng chứng rõ ràng nhất cho điều này là các số liệu thương mại hoạt động sản xuất của Trung Quốc vẫn diễn ra mạnh mẽ bất chấp các biện pháp phong tỏa liên quan đến đại dịch Covid-19. Ngoài ra, những số liệu mới nhất từ Hội nghị Thương mại và Phát triển của Liên Hợp Quốc UNTAC cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc đã trở nên cạnh tranh hơn trong những năm gần đây, được thể hiện qua việc xuất khẩu hàng hóa chế tạo tại Trung Quốc hiện tăng nhanh hơn đáng kể so với xuất khẩu của Mỹ, Đức, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc tỷ trọng của các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc trên toàn cầu tính theo giá trị đã tăng lên tới mức cao là 21% vào năm ngoái so với chỉ 17% vào năm 2017. Trung Quốc hiện vẫn là nhà cung cấp hàng hóa quốc tế quan trọng so với Đức và Mỹ, Nhật Bản cộng lại. Ngoài ra, trái ngược với những quan điểm cho rằng chủ cung ứng đang giảm dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc, trong những năm gần đây các nhà sản xuất Trung Quốc đã củng cố vị thế thống trị của họ trong nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý là nước này đã giành được thị phần xuất khẩu cao trong cả lĩnh vực công nghệ thấp lẫn công nghệ cao, bao gồm như những ngành sản xuất da và dụng cụ quan học. Điều này đã phản ánh khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất Trung Quốc đã và đang ngày càng chiếm ưu thế trong bức tranh sản xuất của khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Nước này hiện chiếm gần 1 phần 2 tỷ xuất khẩu hàng hóa của khu vực trong năm 2021 so với chưa đầy 1 phần 3 của 15 năm trước. Năng lực cạnh tranh đáng nể của Trung Quốc được xây dựng nhờ sự tương tác phức tạp và hỗ trợ nhau của nhiều yếu tố trong nền sản xuất quy mô lớn và cái cá biệt riêng của quốc gia này. Những yếu tố này cho phép Trung Quốc thúc đẩy cạnh tranh hơn trong nước, đổi mới và chuyên môn hóa cao hơn so với các nước khác. Kết quả là hiệu quả sản xuất nâng lên trong khi chi phí giảm đi. Những bài học và kinh nghiệm mà các đối thủ trong khu vực rất muốn áp dụng nhưng rất khó. Những lợi ích về quy mô này còn được mở rộng hơn nữa nhờ các chính sách phát triển công nghiệp có quy mô và tham vọng chưa từng có. Cuối cùng, lợi thế sản xuất của Trung Quốc nên được đánh giá một cách tổng thể chứ không nên đưa ra kết luận dựa trên xu thế bất kỳ yếu tố cụ thể nào. Chẳng hạn mức lương tăng nhanh của nước này được cho là một yếu tố báo hiệu tình trạng mất khả năng cạnh tranh trong các ngành sử dụng nhiều lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này thực chất phản ánh những cải thiện trong năng suất và sự chuyển dịch cơ cấu sang các lĩnh vực công nghệ cao hơn. Hơn nữa, số liệu trung bình của cả nước không thể phản ánh sự đa dạng trong cơ cấu lực lượng lao động của Trung Quốc. Do một bộ phận đáng kể trong dân chúng nước này vẫn hưởng những mức lương tương đối thấp, các nhà sản xuất Trung Quốc hiện vẫn giành được thị phần xuất khẩu trong các ngành công nghệ thấp và thâm dụng lao động như dệt mai chẳng hạn. Nói cách khác như lợi thế trước đây của công sự thế giới này, Hiện vẫn còn rất lớn và áp đảo đến mức chi phí lao động tăng lên vẫn chưa tạo ra những tác động đáng kể đến khả năng cạnh tranh của Trung Quốc. Hiện chưa có nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy những nền tảng tạo ra khả năng cạnh tranh của Trung Quốc đang bị lung lay hay thậm chí sụp đổ. Thay vào đó, các ngành công nghiệp sản xuất của châu Á vẫn tiếp tục tập trung ở Trung Quốc và nước này vẫn tiếp tục duy trì vị thế là trung tâm của hệ thống kinh tế khu vực. Trước mắt sẽ có rất ít quốc gia có thể tái tạo được mô hình thành công hoặc tiệm cận với những lợi thế tự nhiên của Trung Quốc và điều này sẽ có những hậu quả kinh tế và địa chính trị sâu sắc. Đối mặt với sự thống trị của các sản phẩm mang tính cạnh tranh cao từ Trung Quốc, các nền kinh tế mới nổi sẽ phải vật lộn để phát triển các lĩnh vực sản xuất chiến lược nhằm đạt được và duy trì tăng trưởng dựa trên năng suất trong dài hạn. Thậm chí những quốc gia tiên tiến cũng không thoát khỏi những áp lực mà Trung Quốc tạo ra. Việc các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc mất vị trí dẫn đầu trên thị trường, đóng tàu và thiết bị viễn thông toàn cầu là những minh chứng cho thấy Trung Quốc vẫn có thể tham gia và giành chiến thắng tại các sân chơi mà những quốc gia tiên tiến đang nắm vai trò thống trị như thế nào. Do vậy sẽ không thực tế khi cho rằng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong các lĩnh vực sản xuất đang suy yếu. Các động lực tự nhiên thúc đẩy lợi thế cạnh tranh của nước này hiện nay vừa có một quy mô rất lớn, vừa rất khó có thể thay đổi đến mức phần còn lại của châu Á dường như đang ở một cuộc chiến thương mại không công bằng khi Trung Quốc luôn chiếm ưu thế. Đây là lý do khiến những nỗ lực nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc trở nên khó khăn hơn. Điều này thể hiện qua việc các biện pháp mà nhiều nước thực hiện nhằm đa dạng hóa hàng nhập khẩu gần đây, cũng như nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đã bị hạn chế rất nhiều do thiếu các nhà cung cấp thay thế đáng tin cậy. Có thể thấy rõ điều này qua việc Australia và Ấn Độ, hai quốc gia được coi là những đối thủ trong khu vực của Trung Quốc, lại tăng chứ không giảm sự phụ thuộc của họ vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc trong 3 năm qua. Vì thế, công sự thế giới có vẻ không được Trung Quốc gây dựng nên như một công cụ để chính trị có chủ đích. Tuy nhiên, cũng giống như cách mà Mỹ đã tận dụng vai trò người lãnh đạo công nghiệp sau Thế chiến thứ hai để thúc đẩy lợi ích của mình. Sự phụ thuộc của nước khác vào các hàng hóa made in China hiện nay đang giúp đem lại cho Trung Quốc quyền lực và ảnh hưởng đáng kể ở châu Á. Và có vẻ bất kể những dự báo ngày tàn của người khổng lồ sản xuất châu Á, Trung Quốc hiện vẫn đang giữ vai trò dẫn đầu trong nền kinh tế khu vực châu Á nhờ sở hữu những ngành công nghiệp năng động và siêu cạnh tranh. Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 có vẻ đang làm điều mà ông Donald Trump chưa làm được trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Đó là tìm cách chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc lần đầu tiên sau 40 năm. Trong hai năm 2018 và 2019, Tổng thống Trump đã liên tục áp những mức thế cứng rắn đối với Trung Quốc nhằm đáp trả điều mà ông gọi là những hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc với Mỹ, chăm ngồi cho cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Đồng thời, trong khi nhiều doanh nghiệp Mỹ đang tính toán việc chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc như một cách để tránh rủi ro địa chính trị, thì đại dịch Covid-19 còn cho thấy những tác động tiêu cực của việc phụ thuộc quá vào mức chuỗi cung ứng của một quốc gia là như thế nào. Ashutosh Sharma, giám đốc nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường Foster, nhận định những căng thẳng địa chính trị có thể không dẫn đến việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng ngay lập tức, nhưng đại dịch COVID-19 chắc chắn đã làm mồi thêm lửa cho quyết định này. Gà không lộ công nghệ Apple là ví dụ lớn nhất cho việc quá phụ thuộc vào dây chuyền sản xuất của Trung Quốc như thế nào. Sản lượng iPhone bị ảnh hưởng nặng nề khi Trung Quốc kiên trì theo đuổi chiến lược không quan nhượng với Covid-19. Apple hiện đang tăng tốc việc chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc sang các nước châu Á khác. Nhưng trời đi đâu vẫn là điều còn đang bỏ ngỏ, mặc dù những dấu hiệu cho thấy đích đến rất có thể là Ấn Độ và Việt Nam. Sau khi chính quyền Biden áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với việc vận chuyển thiết bị của các nhà máy sản xuất chip của Trung Quốc vào tháng 10, lựa chọn hàng đầu đối với Foxconn, nhà cung cấp lớn nhất Apple, là Ấn Độ các nhà sản xuất chip lớn khác cũng có sự lựa chọn tương tự. Judy Gramans, giám đốc điều hành nền tảng quản lý rủi ro chuỗi cung ứng Everstream cho biết, Ấn Độ có nguồn lao động dồi dào, một lịch sử sản xuất lâu đời và sự hỗ trợ của chính phủ để thúc đẩy ngành công nghiệp và sản xuất. Do vậy, hiện nhiều doanh nghiệp đang tìm hiểu xem liệu ngành sản xuất của Ấn Độ có phải là một giải pháp thay thế khả thi cho Trung Quốc hay không. Tuy vậy, vấn đề cũng không hẳn đơn giản như vậy là một nền kinh tế có quy mô đáng kể với dân số lớn và trẻ, Ấn Độ có tiềm năng trở thành một cường quốc sản xuất. Tuy nhiên, quốc gia Nam Á này cũng nổi tiếng với tệ nạn quan liêu, đáng chú ý được coi là nơi đưa ra quá nhiều quy định đối với các nhà đầu tư. Ashutosh Sharma, giám đốc nghiên cứu công ty thị trường Forrester nói với tạp chí Insider, Ấn Độ không giống như những quốc gia khác mà nơi các doanh nghiệp có thể tới và tiến hành kinh doanh mà không phải tuân thủ quá nhiều quy định. Ấn Độ hiện đang ở vị trí 63 trong danh sách 190 quốc gia được Ngân hàng Thế giới xếp hạng dựa trên mức độ kinh doanh thuận lợi vào năm 2019. Mặc dù vị trí này đã được cải thiện đáng kể so với vị trí thứ 142 vào năm 2014, Ấn Độ hiện đang đứng sau Trung Quốc, quốc gia đứng ở vị trí thứ 31 vào năm 2019. Năm 2019 là năm cuối cùng Ngân hàng Thế giới tổng hợp chỉ số này do những bê bối gian lận về dữ liệu ngoài ra trung quốc hiện có nhiều nhà máy sản xuất ở quy mô lớn trong khi hầu hết các nhà máy ở ấn độ đều là quy mô vừa và nhỏ do các quy định ở nước này được soạn thảo chủ yếu dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một trong những điểm yếu khác nữa của nền kinh tế ấn độ là thiếu sự liên kết ấn độ chắc chắn có lợi thế về nhân khẩu học cũng như về địa lý cơ sở hạ tầng phần lớn đã được cải thiện trong vài năm qua quốc gia này rõ ràng có thể mở rộng đáng kể quy mô kinh tế tuy nhiên thứ mà ấn độ thiếu chính là sự liên kết theo nhận định của chuyên gia Sma. Trung Quốc đã xây dựng được dây chuyền sản xuất lớn đến mức hầu hết nguyên vật liệu cần thiết để tạo ra một sản phẩm đều có thể được cung cấp và kiếm được ở ngay trong nước. Điều này cho phép các công ty Trung Quốc sản xuất với chi phí thấp hơn trên quy mô lớn. Ngược lại, Ấn Độ chưa có được khả năng này và điều này sẽ cần phải có thời gian. Nhiều chuyên gia cho rằng các công ty khó có thể sẽ ồ ạt xô đến Ấn Độ giống như những gì diễn ra ở Trung Quốc trước đây sau tất cả rủi ro mà họ hiện đang chứng kiến của việc phụ thuộc quá lớn vào chuỗi cung ứng của một quốc gia trong bối cảnh đó hiện có một vài sự lựa chọn khả dĩ khác như trường hợp Việt Nam và khả năng nước này sẽ qua mặt Trung Quốc và Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất mới của châu Á như những gì đang diễn ra cho thấy một báo cáo mới đây của Economist Intelligence Unit EIU -E một tổ chức nghiên cứu phân tích và dự báo về kinh tế, kinh doanh hàng đầu thế giới trực thuộc tập đoàn Economist nhận định: Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hấp dẫn ở châu Á. Quốc gia Đông Á này hiện đang trở thành một trung tâm sản xuất giá rẻ mới trong chuỗi cung ứng châu Á. Báo cáo trên cho rằng có rất nhiều yếu tố khiến Việt Nam trở thành sự lựa chọn tốt hơn so với nhiều nước khác như những chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các cơ sở sản xuất sản phẩm công nghệ cao, đội ngũ lao động dồi dào và chi phí thấp và số lượng lớn các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia. Báo cáo của EU cho biết Việt Nam hiện ghi được nhiều điểm hơn cả Ấn Độ và Trung Quốc trong việc lôi kéo nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Ấn Độ hiện đang đứng sau cả Trung Quốc và Việt Nam trong việc kiểm soát ngoại thương và hối đối. Thậm chí, cả trong lĩnh vực thị trường lao động, điểm số của Việt Nam cũng cao hơn so với Ấn Độ. Mặc dù dân số Ấn Độ là 1.38 tỷ người, lớn hơn gấp nhiều lần so với Việt Nam, quốc gia chỉ có 97,34 triệu dân. Đáng chú ý, Ấn Độ có chính sách thu hút nhà đầu tư trực tiếp FDI ít hấp dẫn một cách đáng ngạc nhiên. Trong số 14 quốc gia được nghiên cứu bởi EIU, -E ngoại trừ Indonesia và Bangladesh, các quốc gia còn lại đều đặt điểm số vượt Ấn Độ về đầu tư FDI và thị trường lao động. Trong khi đó, theo báo cáo nói trên EIU, -E triển vọng là hết sức sáng sủa đối với việt nam việt nam sẽ tiếp tục cung cấp các thỏa thuận rộng rãi cho các nhà đầu tư nước ngoài với nhiều ưu đãi tình trạng thiếu lao động chuyên môn hóa hiện nay có thể gây bất lợi cho doanh nghiệp nước ngoài nhưng bù lại mức lương thấp của các ngành sản xuất đòi hỏi kỹ năng thấp của quốc gia này tạo ra một ưu thế cạnh tranh đáng kể báo cáo nhấn mạnh việt nam trở thành thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do là một điểm mạnh trong quan hệ thương mại giúp giảm chi phí xuất khẩu Ruchit Sharma, chiến lược gia về thị trường mới nổi tại ngân hàng đầu tư Monkastellers, cho biết Việt Nam có những chính sách hết sức thân thiện với các nhà đầu tư, là một trong những nguyên nhân khiến đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Việt Nam luôn đạt mức trung bình trên 6% GDP, được coi là tỷ lệ cao nhất trong bất kỳ quốc gia mới nổi nào. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong tháng 9 năm 2022, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điểm sáng nổi bật là vốn đầu tư trực tiếp ngoài FDI thực hiện tại Việt Nam tăng 16,3% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất của tháng 9 trong các năm trong giai đoạn từ 2018 đến 2022, với tỷ lệ vốn FDI thực hiện trên vốn đăng ký ghi nhận mức kỷ lục là 82,3% ngân hàng hfbc mới đây cũng đưa ra một báo cáo nêu bật câu chuyện thành công về các nền kinh tế được thúc đẩy bởi đầu tư trực tiếp fdi mà việt nam là một ví dụ nổi bật theo hfbc việt nam đã chuyển mình thành một ngôi sao đang lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu chiếm một thị phần toàn cầu đáng kể trong nhiều lĩnh vực bao gồm dệt may giày dép và điện tử tiêu dùng Kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới năm 1986, các khu công nghiệp đã được xây dựng trên toàn quốc, thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ chính sách ưu đại thuế và nguồn lao động trẻ dồi dào, năng suất cao. Dòng chảy FDI mới vào Việt Nam từ thập niên 2010 tập trung vào lĩnh vực sản xuất, luôn chiếm tỷ lệ 4 đến 6% GDP từ lúc ban đầu với phần lớn vốn đầu tư đổ vào các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng thấp như dệt may và giày dép, trong hai thập niên gần đây Việt Nam đã đạt được những bước tiến nhảy vọt trong chuỗi giá trị, trở thành trung tâm sản xuất chính cho các sản phẩm điện tử trên thế giới. Xuất khẩu hàng điện tử đạt tới mức cao kỷ lục 100 tỷ USD trong năm 2021, chiếm hơn 30% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam, trong khi 20 năm trước tỷ trọng này chỉ là 5%. Cũng theo báo cáo của HFBC, sự thành công trong lĩnh vực công nghệ phần lớn là nhờ vào nguồn vốn FDI trong nhiều năm liền của công ty Samsung tại Việt Nam kể từ cuối những năm 2000. Với tổng đầu tư khoảng 18 tỷ USD trong những năm qua, Samsung hiện hữu 8 nhà máy và một trung tâm R&D tại Việt Nam, bao gồm hai nhà máy sản xuất điện thoại thông minh cung cấp một nửa sản lượng điện thoại thông minh và máy tính bản của hãng này trên thị trường toàn cầu. Chính sự thành công của Samsung đã giúp lo kéo những người khổng lồ công nghệ khác như Google và LG chuyển chuỗi cung ứng của mình đến Việt Nam. Xu hướng này giờ đây còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong bối cảnh có sự gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Mặc dù quá trình này phần nào bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, FDI vào Việt Nam vẫn rất ổn định, cụ thể là trong những khu vực sản xuất cung ứng cho Apple. Điều này được thể hiện rõ qua hai việc nhà cung ứng Đài Loan của Apple là Bergaton và Falcons và hai nhà lắp ráp Trung Quốc đại lục là Luxshare và Gostex đều đã có công bố kế hoạch đầu tư lớn nhằm tăng cường năng lực sản xuất của họ tại Việt Nam. Rõ ràng, việc chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy do những vấn đề liên quan đến vai trò công sự thế giới của Trung Quốc đang làm cho những ông lớn như Apple và Foxconn phải chịu thiệt hại bởi chiến lược bỏ tất cả vào một giỏ trước đó của mình. Nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như nhà sản xuất đồ thể thao Nice của Mỹ, nhà sản xuất ô tô Toyota của Nhật Bản và gã khổng lồ công nghệ Samsung của Hàn Quốc cũng nằm trong số những công ty gặp phải vấn đề về đứt gãy chuỗi cung ứng. Điều này có nghĩa các chuỗi cung ứng toàn cầu tới đây sẽ trở nên phức tạp hơn, nhưng chúng sẽ được đa dạng hóa. Nếu các công ty có thể xây dựng được hai hoặc ba chuỗi cung ứng đáng tin cậy, họ sẽ duy trì được các nguồn cung thay thế trong trường hợp một nguồn cung nào đó gặp rủi ro trong tương lai. Và việc Ấn Độ hay Việt Nam sống trở thành những công sự mới của thế giới hoàn toàn là những khả năng không thể loại trừ. Đến đây, chuyên mục bình luận quốc tế của chúng tôi với chủ đề Liệu Trung Quốc có còn là công xưởng thế giới xin được phép phép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.